Anh em bắt đầu anh sẽ tiến hành chỉnh sửa. Thì đầu tiên là mình sẽ làm thêm một số tính năng như đã thống nhất, bao gồm các tính năng một là đăng ký này, hai là đăng nhập này. Ok, thì anh sẽ làm đầu tiên là phần menu nhé. Để làm được hai tính năng này thì mình sẽ show cái phần login logout master frontend đây. Ở đây thì là em sẽ nhìn thấy đây có các phần. Đây sẽ thêm hai cái menu nữa. Đăng ký đăng nhập này. Đăng nhập này. Ở đây mình sẽ check login if nếu mà cái data user. Cái này author này thì là của thằng Laravel nhá. Em vào file config này. Insert author này. Đây. Sẽ có những cái author mà mình đã có sẵn. Đầu tiên là admin web à không. Đây anh không để user mình được web. Đây thì em sẽ check web này. Cái hàm này thì anh viết sẵn nhá, để mình check mình lấy thông tin đã login ấy. Thì nếu mà đã login rồi này. L này. And if này. Đấy, nếu mà đã login thì mình sẽ show một kiểu khác, còn chưa login thì mình sẽ show kiểu khác. Đây. Nếu mà login rồi thì mình sẽ show thông tin tài khoản đã login vào đây, mình sẽ truyền một cái row là logout. Đây sẽ ghi là xin chào này. Xin chào người đã login đúng không? Get data web name. Đấy. Giờ mình sẽ ra ngoài trang chủ này. Đây. Ở đây thì hiện tại đăng ký, đăng nhập, tin tức liên hệ sản phẩm. Cái này thì bỏ cái menu trang chủ đi vì nó nhiều ấy. Bây giờ nó khiến nên cái màn hình nó sẽ bị thào này. Được chưa? Ở đây tiếp tục hai nữa là em sẽ vào cái router. Đây này, cái phần router thì em sẽ nhìn thấy phần đăng ký đăng nhập của user ở đây. Đây là đăng nhập này, là đăng ký này. Get là register này. Get login này. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ vào đăng ký trước này. Ở đây thì hiện tại sẽ vào view author này, login này. Bỏ này đi. Cũng bỏ nó thật sợ đi. Đấy. Register ở account. À đây. Đây. Đăng ký. Cho style display flag justify content center à, cho nó dạng đều hai bên ra. Đấy. Sẽ nhập là Trung Phú này, đồ án 112 gmail.com, mật khẩu là 19. Đấy, đăng ký thành công này. Ở cái phần này thì đăng ký thì cái đoạn code xử lý của nó sẽ vào cái phần register nhá, đấy nhá, register này. Đây, đây là phần đăng ký của nó nhá. Bỏ cái gmail này. Sau khi đăng ký thì nó sẽ phần get login và logout. Logout đâu nhỉ? Đây, logout nó nằm ở controller này, login controller à. Đây, logout đây. Đấy, kích vào đây là đăng xuất này. Ok, đăng nhập này. Đăng nhập ở đây thì nó sẽ là cái view login này. Thì ở đây em gọi sự style để cho anh cho nó. Display flag, justify contents,
để cho này nó sang hai bên mà. Anh nhập thì đồ án 12 12 a còng mai.com, mật khẩu là 149. Đấy, ok. Vậy là đã xong phần đăng ký đăng nhập nhá. Tiếp tục đến một cái phần nữa là phần số lượng này, tăng giảm này. Phần này nó chung là tiếp tục ở đây thì mình sẽ click để tăng giảm thằng này nhá, hai cái nút này này. Đây thì quality data upload search xem thử cái file JS nó đã có xử lý chưa. Chưa có, ok. Đây, ở đây nó đang có một cái đoạn JS này là main này. Template for end. Và increment. Đây, thôi thì cứ viết tiếp ở đây vậy. Đây. Nó vẫn chan là cái click à. Ok, đang là click rồi nhá. Vậy là khi click kích thằng này thì mình sẽ click tăng đúng không? Tăng thì mình sẽ lấy được cái số lượng của thằng này này. Cộng 1 này. Thì có thể sử dụng là như sau. Chấm va, bởi vì input mà chấm va mà. Sẽ bằng đây, select input này. Element quality nhá, bằng thằng này đi. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là gì? Đây. Pass để ép kiểu nó về int này. Chấm va. Cộng 1. Đấy, thử xem này. Ok. Tiếp theo là trừ này. Trừ thì ở đây sử dụng thằng button này. Trừ thì thằng này nó sẽ là trừ 1 nhé. Trừ 1 này. Ở đây trước kia ấy thì phải check phát này. Nếu if thằng này mà bằng 0 thì return. Đấy. Ok, mình sẽ thử này. Ở đây thì cho thêm cho bằng này nhé. Cho nó đúng nhé. Đây, ví dụ như kích cho trừ thì nó sẽ cũng được. Đây, tăng, giảm. Ok. Ví dụ như đây hai sản phẩm nhé. Chưa có sản phẩm nào này, thích vào hai sản phẩm này, thêm vào tổ hàng này. Đây thì nó sẽ đây có hai sản phẩm rồi. Ok. Vậy là mình đã xong được các phần như là
số lượng tăng giảm, số lượng chi tiết sản phẩm đấy. Tiếp theo nữa là phần thanh toán. Đến đây thì giờ hiện tại là đăng nhập với được thanh toán đúng không? Đây, khi mà kích vào thanh toán thì ở đây mình sẽ phin luôn địa chỉ của thằng account đăng nhập này. Ở đây thì là cái màn hình thanh toán, thì em check cho anh một cái nữa là đây thanh toán này. Đấy, ở đây mình sẽ check là if get data web. Nếu mà không tồn tại thằng này thì mình sẽ return reg router get login, bắt đăng nhập. Đây hiện tại đã đăng nhập rồi, thì ví dụ như anh thử mở thì cái đảo này. Đấy, nó sẽ về cái màn hình đăng ký và đăng nhập, về màn hình đăng nhập ngay. Và đến cái màn này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ show ra được cái shopping checkout, tài khoản user, thông tin của user. Ở đây là ví dụ như là web name. Đấy, tiếp tục và địa chỉ và đây là email, điện thoại, phone. Đấy, khi đã phi được rồi thì thằng này chưa có này. Thanh toán, ở cái màn hình thanh toán thì complex port login. Thanh toán. Đấy, thanh toán thành công. Ok. Ở đây thì xong cái phần đăng nhập 4 này. Đăng nhập mới được mua hàng. Mới được mua hàng. Xong nha, tiếp theo là vào cái phần admin này. Đây, tiếp tục. Ở đây thì là mình sẽ có cái phần là phần gì nhỉ? Hiển thị số lượng sản phẩm ở trong cái phần đơn hàng. À đây, người dùng nhá, người dùng này, em khách này. Đây nhá, anh vừa đăng ký lúc nãy này, thì nó hiển thị đây này nhá. Đơn hàng, danh sách, thì muốn xem cái số lượng của đơn hàng này đúng không? Ok, thì là mình sẽ là trang sức. Transition. Đây. Ở đây nếu mà để show ra được cái số lượng của sản phẩm này ấy, thì nó cũng phải liên kết qua một cái bảng order nữa, để xem được là quantity của nó. Ở đây thì các bạn vào cho mình cái phần admin transition này. Đây.
Ở chỗ này thì mình sẽ phải là waste. Cho tới cái order. Đấy. Mình sẽ viết một cái relationship nữa là public function order return seed. Đây là những cái relationship mà thằng Laravel hỗ trợ sẵn nhé. Ở đây mình sẽ phải là belong to order class, và bảng này nó sẽ liên kết với bảng order qua thông qua cái thằng này. Đấy. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ show ra được cái số lượng. Số lượng. Ok. Mình sẽ bỏ cái thời gian ở đây, tí số lượng sâu luôn cái chỗ money được. Đây mình bỏ đi cái cột này đi, không không vấn đề đâu. Account. Đây thì sẽ thêm cái số lượng ở đây nữa. Số lượng. Đây này, em muốn sửa tiếng Việt thì sửa ở đây nhá. Ở cái view của nó thì nó sẽ có số lượng này. Tiếng Anh, tiếng Việt thì em có thể sửa ở đây nhá. Số lượng ở đây thì nó sẽ là bằng đấy, sẽ phải dùng cái gì nhỉ? Transaction cho tới order cho tới và sum search cho là sum collection Laravel. Bởi vì hiện tại nó sẽ trả về một cái dạng collection ở trong một cái object đấy. Thì mình sẽ sử dụng thằng này để mình sum. Sum một cái quantity. Đây. Nó không xăm column này. Đây. Xăm đây, xăm mình sẽ xăm gì? Xăm thằng quy ti. Đấy. Lỗi rồi. Quy ti. Đây nha các bạn, đi cái thằng này ra trước để xem thử là cái kết quả thằng này nó là gì. Đây là null này. Ồ, vì sao nó là null nhỉ? Thì các bạn sẽ phải check lại cho mình vì sao nó là null. Đây. With mình đã with đây rồi mà nhỉ. Ồ, sao nó là luôn nhỉ? Relationship. Nó không cần phải sâu thằng audio ở đây. Phần này mình sẽ phải là harmony nhỉ.
đây đấy, trong này nó sẽ chứa những cái các object mà model này. Ok, mình sẽ bỏ cái này đi, bỏ cái này đi xem nào. Đấy, các bạn nhìn thấy số lượng. Ok, đã sau được cái số lượng ở trong đơn hàng nhé. Còn một phần nữa là phần biểu đồ. Phần biểu đồ thì mình sẽ tách ra ở làm video sau.